mình cũng đã trở thành khách mời chuyên mục Cà phê sáng VTV3. Với đam mê chế biến các món ăn dinh dưỡng lành mạnh và với mong muốn chia sẻ thật là nhiều kiến thức dinh dưỡng đến từ nhà bếp, giúp cho nhiều người tìm được niềm vui trong công việc chăm sóc gia đình, gắn kết các thành viên và là cầu nối để các bạn bè gần nhau hơn. Hôm nay mình có cơ hội chia sẻ đến các anh chị đặc điểm nổi bật của sản phẩm dầu ô liu nguyên chất Amway Green Extra Virgin Olive Oil, cũng như là cách sử dụng các sản phẩm hiệu quả mang lại lợi ích cho sức khỏe của cả gia đình mình. Như các anh chị đã biết, cây ô liu thì được trồng trong vùng có khí hậu Địa Trung Hải. Mùa hè thì khô nóng, mùa đông thì ẩm ướt. Trái ô liu ban đầu ấy thì nó có màu xanh, sau đó thì nó sẽ biến màu thành màu nâu khi mà nó chín. Và thời điểm thu hoạch tốt nhất để trái ô liu có thể cho ra chất lượng dầu cũng như là hương vị thơm ngon nhất chính là lúc mà quả đang trong quá trình chín, quả còn xanh cho đến lúc bắt đầu chuyển màu. Đã nhiều ngàn năm nay ấy, thì dầu ô liu là một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người Địa Trung Hải, điển hình như các nước Tây Ban Nha này, Bồ Đào Nha này, Ý và Hy Lạp. Những lợi ích của dầu ô liu đã được biết đến và ứng dụng rộng rãi từ thời cổ đại, được ông tổ ngành y Hippocrates ghi nhận. Dầu ô liu không chứa những thành phần có hại cho sức khỏe như cholesterol, muối, đường, gluten và các chất béo chuyển hóa. Ngược lại, dầu ô liu, dầu chất béo không bão hòa đơn và là chất béo có lợi. Các chất chống oxy hóa như vitamin E, caroten, hợp chất phenol được khuyến nghị bởi các nhà dinh dưỡng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Theo như Thọ tìm hiểu thì dầu ô liu ấy, nó có rất là nhiều những cái lợi ích mà mang lại cho chúng ta những cái sức khỏe tốt. Ví dụ như là ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Dầu ô liu ấy giúp giảm mức cholesterol toàn phần và triglycerides, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và kết tập tiểu cầu. Từ đó thì nó ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Và tiếp theo thì dầu ô liu sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa. Bởi vì dầu ô liu ấy rất giàu các chất chống oxy hóa, ví dụ như là vitamin E, polyphenol, dập tắt các hoạt động của gốc tự do, dư thừa quá mức các gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính và giúp gia tăng hấp thu canxi, ngăn ngừa loãng xương và tăng cường chức năng nhận thức, tốt cho da và giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, dầu ô liu còn mang lại những lợi ích cho sức khỏe khác, ví dụ như là giảm cân này, tăng cường chức năng hệ miễn dịch này, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Và để đạt được những lợi ích sức khỏe như mong đợi thì chúng ta cần lựa chọn cho mình sản phẩm dầu ô liu chất lượng. Và sản phẩm dầu ô liu nguyên chất Amway Green Extra Virgin Olive Oil là sự lựa chọn tối ưu. Vậy thì sản phẩm dầu ô liu nguyên chất này nó có những cái ưu điểm nổi bật như thế nào thì ngày hôm nay Thọ sẽ chia sẻ với mọi người 3 ưu điểm nổi bật của sản phẩm. Đầu tiên ưu điểm đầu tiên đó chính là loại dầu hảo hạng được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha, được chiết xuất từ những trái ô liu tươi không biến đổi gen với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, thu hoạch và chế biến trong vòng 24 giờ. Dầu ô liu bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố đó là oxy và ánh sáng. Sau khi được thu hoạch, ô liu cần được nghiền, ép trong vòng 24 giờ. Nếu để trong thời gian càng lâu thì các enzyme oxy hóa hoạt động càng mạnh mẽ sẽ làm giảm cái chất lượng dầu, khiến cho dầu chúng ta có nồng độ axit rất là cao. Và nồng độ axit càng thấp chứng tỏ dầu của chúng ta sẽ có cái độ tươi càng cao. Và với quy trình chế biến nghiêm ngặt từ những quả dầu ô liu tươi không biến đổi gen ở Tây Ban Nha đã được nghiền ép trong vòng 24 giờ, dầu ô liu nguyên chất Amway Green Extra Virgin Olive Oil có nồng độ axit dưới 0,8%. Ưu điểm thứ hai mà Thọ muốn chia sẻ với các bạn đó chính là dầu ô liu của chúng ta được chế biến theo phương pháp ép lạnh, lấy dịch chiết nguyên chất đầu tiên. Trái ô liu sau khi được trải qua quá trình rửa, được nghiền nhỏ, thêm nước rồi bỏ vô máy quay ly tâm để chích lấy dầu. Sau đó trải qua quá trình lọc rồi rót vô chai. Chính vì vậy phương pháp này chỉ sử dụng phương thức cơ học như là rửa này, nghiền này, ly tâm, lọc mà không sử dụng dung môi hay các hóa chất như các phương pháp sản xuất khác và không gia nhiệt, nên giúp dầu ô liu nguyên chất Amway Green Extra Virgin Olive Oil có hương vị và màu sắc tuyệt hảo, bảo toàn được vitamin E và các chất chống oxy hóa khác. Ưu điểm thứ ba đó chính là sản phẩm chứa 16% axit béo bão hòa, 78% axit béo không bão hòa đơn dưới dạng axit oleic, 6% axit béo không bão hòa đa, ví dụ như omega 3, omega 6. Thay vì sử dụng mỡ động vật chứa khoảng 39% chất béo bão hòa làm gia tăng cholesterol xấu cho cơ thể, thì khi sử dụng dầu ô liu Amway Green Extra Virgin Olive Oil với 16% axit béo bão hòa sẽ giúp làm giảm cholesterol xấu cho cơ thể và làm giảm các bệnh lý về tim mạch và là sự lựa chọn hoàn hảo để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. 78% axit béo không bão hòa đơn chủ yếu là axit oleic có tác dụng làm giảm viêm và mang lại các lợi ích cho sức khỏe. Chất béo không bão hòa đơn cũng khá bền với nhiệt độ cao và làm cho dầu ô liu nguyên chất của chúng ta trở thành một trong những sự lựa chọn rất lành mạnh để chúng ta có thể nấu ăn. Vậy thì chai dầu ăn của chúng ta sẽ cần bảo quản như thế nào? Chúng ta chỉ cần bảo quản nó trong điều kiện khô ráo này,
thoáng mát dưới 25 độ C và tránh tiếp xúc trực tiếp với cả ánh nắng mặt trời. Khi nhiệt độ tương đối thấp ở một số vùng, ví dụ như là miền Bắc của chúng ta có mùa đông và không khí rất là lạnh, thì chai dầu chúng ta có khả năng nó sẽ bị đông lại và có dạng keo sữa, phân lớp chìm xuống dưới đáy chai. Khi nhiệt độ lên cao, nó sẽ tự nhiên khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây nó chỉ là một cái hiện tượng vô cùng bình thường của sản phẩm, nên các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng chai dầu ăn này. Dầu ô liu của chúng ta có thể dùng trực tiếp để trộn salad hoặc chiên, xào để chế biến các món ăn hàng ngày. Rất nhiều người ở Việt Nam cho rằng dầu ô liu của chúng ta chỉ để trộn salad và không dùng để nấu. Thực sự thì dầu ô liu của chúng ta có thể xào được, và người phương Tây rất hay dùng những cái món ăn chiên xào với dầu ô liu. Dầu để chiên thường không bốc khói khi chúng ta đun nóng dầu, và nếu chúng ta nhìn thấy khói, rất có thể là loại dầu đó không được lọc kỹ. Phần trái ô liu nó còn sót lại có thể bị cháy trước khi dầu thật sự bị bốc khói. Và đối với sản phẩm dầu của chúng ta, nhiệt độ bốc khói nó rơi vào khoảng từ 160 đến 216 độ C, cao hơn mức nhiệt độ chiên ngập dầu bình thường, đó chính là 175 độ đến 190 độ C. Chiên bình thường thì sẽ là 160 độ C đến 180 độ C. Còn khi chúng ta xào với những thực phẩm mà nhiều nước, ví dụ như các loại rau củ như ngày hôm nay và các loại trái cây, thì cái nhiệt độ nó chỉ lên đến khoảng 120 đến 145 độ C thôi. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu chúng ta chế biến các món ăn chiên xào với dầu ô liu nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil cùng với nồi đa năng Amway Queen Cookware. Chiếc nồi này chứa các đặc điểm nổi bật. Đầu tiên đó chính là công nghệ OptiTemp giúp phân bố nhiệt đều, nấu chín thức ăn nhanh với mức nhiệt thấp, tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là phương pháp nấu ăn Vitalox giúp bảo toàn dưỡng chất, hương vị, màu sắc và kết cấu của thức ăn. Thứ ba đó chính là chứng nhận NSF với 24 tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng Thọ chế biến các món ăn cùng với dầu ô liu nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil. Ngày hôm nay thì Thọ sẽ chia sẻ với mọi người rất là nhiều những món ăn. Trong đó nó có 3 món salad với 3 loại nước sốt khác nhau, đó là sốt dầu trứng, sốt dầu giấm và sốt bơ sữa chua. Ngoài ra Thọ sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sẽ chiên cá riêu hồng chiên xù này, cánh gà chiên giòn và đậu hũ chiên trong chiếc nồi Queen này. Và cuối cùng là một món xào, đó chính là món mực xào ngũ sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay thực hiện những món ăn này được không ạ? Chào các anh chị, Thọ đã quay trở lại gian bếp của chúng ta rồi đây. Và bây giờ thì Thọ sẽ bắt đầu hướng dẫn các anh chị làm rất là nhiều những món ăn rất là ngon ngày hôm nay. Và món đầu tiên Thọ muốn hướng dẫn các anh chị đó chính là món sốt dầu trứng. Và để làm món sốt dầu trứng này, chúng ta sẽ sử dụng những nguyên liệu vô cùng là tươi ngon và đơn giản, đó chính là lòng đỏ trứng gà, muối, đường, nước cốt chanh. Và các bạn ơi, điều đặc biệt nhất của món sốt dầu trứng này đó chính là chúng ta không thể quên nguyên liệu, đó chính là dầu ô liu nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil. Và bây giờ chúng ta cùng vào thực hiện những cái bước đầu tiên nhé. Và để làm món sốt dầu trứng này, chúng ta sẽ sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà. Bây giờ Thọ sẽ tách lấy 2 lòng đỏ trứng gà. Sốt dầu trứng của chúng ta sẽ có vị tương đối giống những cái sốt ở bên ngoài như là sốt mayonnaise. Và với những cái nguyên liệu tươi như là trứng gà và muối, đường và nước cốt chanh thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái món nước sốt, và để cho toàn bộ các thành viên trong gia đình của chúng ta có thể rất là yêu thích khi mà chấm hoặc là khi mà ăn với những cái món rau củ quả hay những món chiên xào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh cho hỗn hợp lòng đỏ trứng này được đều và mịn hơn. Thọ sẽ sử dụng máy đánh trứng. Nếu các anh chị không có máy đánh trứng thì các anh chị hoàn toàn có thể dùng đũa để các anh chị khuấy cho cái hỗn hợp lòng đỏ trứng này được đều hơn. Nếu có máy đánh trứng thì quá trình chúng ta trộn cái món sốt này nó sẽ diễn ra được nhanh hơn. Khi mà chúng ta dùng đũa thì chúng ta sẽ mất thời gian hơn một chút. Và chúng ta đánh đến khi mà lòng đỏ của chúng ta nó chuyển sang cái màu vàng nhạt, nó không còn đỏ như lúc sống nữa. Tức là khi mà chúng ta dùng máy đánh trứng nó sẽ dùng nhiệt ấy. Và với cái tốc độ nhanh như này thì lòng đỏ trứng của chúng ta sẽ được chín. Và từ từ chúng ta sẽ rót thêm dầu ô liu nguyên chất của chúng ta vào trong hỗn hợp trứng này. Chúng ta không nên đổ hết cả 200ml dầu ăn vào trong hỗn hợp trứng, mà chúng ta chỉ nên rót từ từ thôi. Lý do bởi vì nếu chúng ta rót hết cái phần dầu ăn này vào trong hỗn hợp trứng thì món sốt của chúng ta lát nữa nó sẽ bị tách dầu. Chúng ta cho từng chút một thôi.
Đây là một món sốt mà Thọ đã làm rất là nhiều lần và rất là nhiều người ở trong gia đình của Thọ cũng như là bạn bè của Thọ rất là yêu thích. Chúng ta cứ cho từng 10ml hoặc 20ml dầu ăn vào trong hỗn hợp trứng này. Và bây giờ mọi người có thể thấy là hỗn hợp trứng của chúng ta nó bắt đầu nó đã đặc lại rồi. Và chúng ta tiếp tục cho hết cái phần dầu ăn theo như công thức, đó là 2 cái lòng đỏ trứng và 200ml dầu ăn. Vừa rồi thì Thọ mới hướng dẫn các anh chị là chúng ta mới chỉ cho 100ml dầu ô liu nguyên chất của chúng ta vào trong hỗn hợp lòng đỏ trứng thôi. Và bây giờ Thọ tiếp tục cho 100ml dầu ăn ô liu vào trong hỗn hợp này nữa. Và dầu của chúng ta có một cái màu sắc rất là đẹp, màu vàng và hơi ánh xanh. Thọ thấy rất là đây là một cái màu sắc rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cho 100ml dầu này vào trong cái hỗn hợp trứng mà chúng ta vừa đánh. Chúng ta vẫn tiếp tục cho từ từ hỗn hợp trứng dầu vào trứng. Trước đây thì Thọ rất là thích ăn các loại nước sốt và đặc biệt là sốt mayonnaise thì thường là mình phải đi mua ở bên ngoài. Tuy nhiên là khi mà Thọ biết đến dầu ô liu nguyên chất của Amway thì Thọ đã sáng tạo và Thọ đã làm ra được cái món nước sốt khá là ngon để có thể chúng ta vừa có thể ăn salad này, chúng ta vừa có thể chấm với những cái món chiên. Đặc biệt là các bé và kể cả bố mẹ của Thọ cũng rất là thích những cái món ăn này. Chúng ta vẫn tiếp tục cho từng chút dầu ăn một để nó không bị tách dầu. Và rất là nhanh thôi, chúng ta đã trộn được cái hỗn hợp lòng đỏ trứng và dầu ô liu của chúng ta. Phần tiếp theo, Thọ sẽ cho thêm các gia vị vào đây để cho món sốt của chúng ta được nhiều gia vị hơn và nó thơm ngon hơn. Đầu tiên Thọ sẽ cho vào đây khoảng 2g muối nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2g muối để tăng cái độ đậm đà cho cái món sốt này. Và chúng ta sẽ cho vào khoảng 15g đường. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 15g đường. Và tiếp theo thì Thọ sẽ cho vào đây khoảng nước cốt một quả chanh. Nước cốt chanh cho vào đây thứ nhất là để cho hài hòa vị chua ngọt. Thứ hai là nó sẽ giúp cho món sốt của chúng ta nó sẽ đỡ cái mùi hăng hăng của dầu ô liu. Thì khi mà chúng ta ăn và đặc biệt là các em bé ngửi cái mùi dầu ăn không có thích lắm thì chúng ta sẽ cho chanh vào, nó sẽ khử được cái mùi của dầu ăn. Hỗn hợp đã sánh mịn và màu rất là đẹp. Rất là nhanh chúng ta đã hoàn thành món sốt dầu trứng rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa hoàn thành món sốt dầu trứng với màu sắc rất là bắt mắt và hương vị rất là thơm ngon. Và bài tiếp theo thì sau sẽ hướng dẫn các anh chị thêm một bí quyết nữa để chúng ta có thêm một loại sốt vô cùng ngon nữa để dành cho gia đình của mình, đó chính là sốt dầu giấm. Và để làm món sốt dầu giấm này thì chúng ta sẽ cần các nguyên liệu như sau. Thứ nhất là dầu giấm rồi đúng không ạ? Thứ hai là muối. Thứ ba là đường. Thứ tư là hạt tiêu. Và thứ năm đó chính là tỏi băm nhuyễn. Và một nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu nữa đó chính là dầu ô liu nguyên chất Amway Cream Extra Virgin Olive Oil. Và bây giờ chúng ta cùng làm món sốt dầu giấm này nhé. Đầu tiên thì Thọ sẽ cho vào đây 3 muỗng canh dầu giấm. Dầu giấm thì nó cũng giống như chanh, nó sẽ có tác dụng là nó sẽ khử bớt những cái mùi hăng của dầu ăn. Và chúng ta sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Chúng ta sẽ cho vào đây một chút xíu đường. Và chúng ta sẽ cho vào một chút hạt tiêu để tăng cái độ thơm cho cái món sốt này. Và một chút tỏi băm. Và cuối cùng thì Thọ sẽ cho vào đây 2 thìa canh
dầu ô liu nguyên chất. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món sốt dầu giấm rất là thơm ngon. Và với cái món sốt dầu giấm với công thức đơn giản như vậy thì các anh chị hoàn toàn có thể làm cho những bữa ăn của gia đình mình trở nên hấp dẫn hơn và nhiều màu sắc hơn. Chúc các anh chị ngon miệng với món sốt dầu giấm này. Khi nãy thì Thọ vừa hướng dẫn các anh chị hai bí quyết để làm ra hai món nước sốt rất là ngon từ trứng gà cũng như là từ dầu giấm. Và bây giờ thì Thọ sẽ hướng dẫn thêm một món sốt nữa được làm từ một loại hoa quả tươi, đó chính là quả bơ. Và với cái vị béo ngậy của quả bơ này thì không biết là khi mà kết hợp với cả dầu ô liu nguyên chất nó sẽ tạo ra một cái vị như thế nào đây. Bây giờ thì các anh chị cùng Thọ sẽ cùng thao tác để thực hiện cái món sốt bơ này nhá. Để mà làm được món sốt bơ và sữa chua thì chúng ta sẽ, đương nhiên là chúng ta sẽ cần bơ rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ gọt vỏ bơ và chúng ta chọn quả bơ nó mềm chín tới đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy khoảng 200g bơ chúng ta gọt ra. Và chúng ta sẽ dùng một hộp sữa chua, một hộp sữa chua. Và chúng ta sẽ dùng 1/4 thìa cà phê muối. Chúng ta dùng khoảng 1 thìa canh đường. Và chúng ta dùng khoảng 1 thìa canh rau mùi chúng ta băm nhỏ. Và chúng ta cho tất cả các nguyên liệu vào trong một chiếc tô này. Và chúng ta cùng trộn đều lên. Và chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp sốt bơ sữa chua kết hợp với dầu ô liu nguyên chất vô cùng ngon. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Sau khi chúng ta chọn được một quả bơ chín tới và ngon như thế này rồi thì chúng ta sẽ gọt vỏ và chúng ta sẽ cắt thành những miếng nhỏ. Chúng ta sẽ cho vào chiếc tô này. Và với món sốt này thì các anh chị chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu vào trong một chiếc tô và chúng ta sẽ trộn đều thôi. Thọ sẽ sử dụng 1 thìa canh đường. Thọ sẽ sử dụng khoảng 1/4 cái thìa cà phê muối. Và Thọ cho vào đây một chút rau mùi đã cắt nhuyễn. Và một hộp sữa chua. Và bây giờ cái phần không thể thiếu đó chính là chúng ta sẽ cho dầu ô liu vào trong cái hỗn hợp sốt này. Thọ sẽ sử dụng 2 muỗng canh. Mùi dầu ô liu rất là thơm các anh chị. Và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên bằng một chiếc đũa hoặc là chúng ta sẽ dùng máy đánh để cho nó nhuyễn nhanh hơn. Và sẽ rất là nhanh, chúng ta sẽ có hỗn hợp sốt bơ sữa chua này. Và khi mà chúng ta trộn đều hỗn hợp quả bơ sữa chua và dầu ô liu nguyên chất thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái màu xanh rất là đẹp. Và mùi thơm của quả bơ, của sữa chua cũng như là của dầu ô liu thực sự là rất hấp dẫn. Khá là ngon á. Rất là nhanh thôi, chúng ta đã hoàn thành cái món sốt bơ này rồi. Và các chị có thấy không ạ? Màu nước sốt của chúng ta rất là đẹp. Một cái màu xanh rất là tự nhiên và cái mùi thơm của quả bơ kết hợp với cả mùi của dầu ô liu thực sự là nó rất là hấp dẫn. Chúc các anh chị với 3 công thức làm nước sốt rất là đơn giản và dễ làm bằng những nguyên liệu rất là dễ kiếm thì ngày hôm nay các anh chị đã có được 3 cái bí quyết đúng không ạ? Để làm ra 3 loại nước sốt khác nhau. Và chúc các anh chị sẽ thành công với cả 3 món nước sốt này. Các anh chị thân mến, vừa rồi thì các anh chị đã vừa được trải qua 3 cái bí quyết để làm ra 3 loại nước sốt khác nhau. Vậy thì bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái bí quyết gì tiếp theo đây? Hiện tại bây giờ trên bàn của Thọ đó chính là đang có 3 cái loại thực phẩm, đó chính là đậu hũ, cá diêu hồng và cánh gà. Và ngày hôm nay Thọ sẽ bật mí cho bạn một bí quyết để tạo ra được những cái món chiên ngon nhất, thơm nhất và đặc biệt nhất. Và cái người bạn đồng hành không thể thiếu đối với Thọ đó chính là chiếc nồi Queen Amway Queen Cookware này cộng với cả dầu ô liu nguyên chất. Và để làm ra được những cái món chiên thì đương nhiên chúng ta cần phải lựa chọn những cái thực phẩm mà tươi ngon nhất. Và ngày hôm nay thì Thọ đã lựa chọn được đậu hũ, cánh gà cũng như là cá diêu hồng rồi. Và Thọ đã sơ chế rửa thật sạch. Sau đó thì bây giờ Thọ sẽ cùng hướng dẫn các anh chị làm 3 món chiên cùng với nhau. Và các anh chị có thấy rất là đặc biệt đúng không ạ? 3 món chiên cùng một lúc ạ. Thì lát nữa chúng ta sẽ được bật mí xem là có cái điều gì đặc biệt ở trong 3 món chiên này nhé. Và bây giờ Thọ sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sẽ sơ chế các loại thực phẩm này để chúng ta đem đi chiên. Đầu tiên thì Thọ sẽ rửa sạch nồi, làm nóng nồi và Thọ sẽ bật bếp lên để cho chiếc nồi chúng ta được nóng.
Sau đó thì họ sẽ tẩm bột cho cái phần cánh gà này. Cái phần cánh gà thì chúng ta sẽ cho vào trong cái phần cánh gà này một chút gia vị. Ở đây thì họ sẽ cho vào đây một chút muối với khoảng 1/4 cái thìa cà phê để tăng cái độ đậm đà cho cái phần cánh gà. Và họ nêm vào đây một chút xíu tiêu để cho món ăn của chúng ta sẽ được thơm ngon hơn. Và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên và chúng ta sẽ tẩm cái cánh gà này vào cái phần bột chiên giòn. Ở đây thì Thọ đã chuẩn bị sẵn bột chiên giòn rồi và Thọ sẽ tẩm cái cánh gà này vào cái hỗn hợp bột chiên giòn này. Chúng ta sẽ lăn cánh gà vào cái phần bột chiên giòn. Thì rất là nhanh thôi, chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần cánh gà để đem đi chiên. Và chúng ta lăn thật là đều tay để cho một cái lớp bột nó bám đều xung quanh cái phần cánh gà, để giúp cánh gà không bị nhiều bột quá, hoặc là nó không bị ít bột quá thì cái cánh gà của chúng ta sẽ không được giòn. Và rất là nhanh thôi, chúng ta đã sơ chế xong cái phần cánh gà rồi. Và bây giờ chúng ta sơ chế tiếp đến cái phần hỗn hợp bột để chúng ta chiên xù cái phần cá diêu hồng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần bột chiên giòn và chúng ta sẽ nêm vào đây một chút xíu muối, khoảng 1/4 cái thìa cà phê, để cho cái hỗn hợp bột của chúng ta nó được vừa vặn. Và chúng ta cũng tiếp tục cho thêm một chút xíu tiêu. Nếu các anh chị thích, có thể các anh chị cho thêm một vài chút thìa là rau thì là để cho nó hợp với cả cái món cá chiên ấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho một chút xíu nước vào và chúng ta sẽ trộn đều với cái hỗn hợp bột này lên để nó được sánh và nó không lên loãng quá, bởi vì loãng quá thì nó sẽ không bám vào cái phần cá. Chúng ta sẽ tạo thành một cái hỗn hợp bột nó đặc một chút xíu. Và chúng ta sẽ phải quậy thật là đều để cho cái hỗn hợp bột này nó không bị vón cục. Và rất là nhanh thôi, chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần bột để chúng ta có thể tẩm vào cái món cá diêu hồng chiên xù. Và sau khi chúng ta đã có được một hỗn hợp bột sánh mịn như này rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần cá diêu hồng đã sơ chế, đã cắt sạch, thì chúng ta sẽ cho vào đây và chúng ta sẽ lăn qua cái phần bột chiên xù. Thọ sẽ gắp từng miếng cá này, chúng ta nhúng vào trong cái phần bột chiên giòn. Và chúng ta sẽ lăn qua cái phần bột chiên xù. Chúng ta lăn và chúng ta chở thật là đều để cho cái phần bột chiên xù nó bám đều xung quanh cái miếng cá của chúng ta. Và cứ như vậy chúng ta làm cho đến khi mà chúng ta hết cái phần cá mà chúng ta đã chuẩn bị. Rất là nhanh đúng không ạ? Và với những cái cách làm như này thì chúng ta sẽ tạo ra được 3 món ăn đúng không ạ? Cùng một lúc chúng ta có thể tạo ra được 3 món ăn sử dụng dầu ô liu để chiên. Và 3 món ăn này vô cùng đặc biệt. Thông thường thì nếu mà chúng ta chiên đậu hũ, chiên cánh gà và chiên cá thì có phải là các anh chị sẽ chiên riêng đậu hũ riêng, chiên cánh gà riêng và chiên cá riêng, bởi vì nếu mà dầu rán cá xong thì các anh chị không thể chiên được đậu hũ, bởi vì nó sẽ làm cho cái đậu hũ chúng ta có mùi cá. Nên chính vì thế mà ngày hôm nay Thọ bật mí với các anh chị một bí quyết, đó là chúng ta sẽ sử dụng chiếc nồi Queen này để chúng ta chiên 3 loại thực phẩm này với nhau và cùng sử dụng dầu ô liu nguyên chất để làm thế nào để chiên ra được 3 cái món ăn màu sắc đẹp, có nhiều chất chống oxy hóa đúng không ạ, và nó không gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ sau khi nồi của chúng ta đã nóng và chúng ta sẽ mở vung ra, chúng ta sẽ cho dầu ô liu nguyên chất vào trong để chúng ta chiên 3 cái món ăn này. Tôi sẽ cho dầu ô liu vào trong và họ sẽ cho một lượng khoảng độ 200ml. Và để cho dầu nóng lên thì chúng ta sẽ bắt đầu cho lần lượt đậu hũ, cánh gà và cá vào, chúng ta sẽ chiên. Và trước khi mà chúng ta cho đậu hũ vào, chúng ta có thể kiểm tra bằng chiếc đũa này, chúng ta có thể chạm xuống và thấy dầu sôi là chúng ta đã có thể cho miếng đậu hũ và cho các loại thực phẩm vào để chiên rồi. Và bây giờ họ sẽ cho đậu hũ vào chiên. Tiếp theo họ sẽ cho cánh gà. Và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta cho các loại thực phẩm vào, chúng ta chiên cùng với nhau. Và khi mà cho thực phẩm vào thì kết hợp với cả những cái gia vị mà chúng ta đã tẩm ướp thì họ thấy cái mùi thơm đang bốc lên. Và các anh chị chú ý là chúng ta chỉ dùng mức nhiệt vừa phải. Ở đây đang Thọ đang sử dụng mức nhiệt là khoảng 1000W, nó tương đương với khoảng 140 đến 150 độ C thôi. Chính vì vậy mà món chiên của chúng ta nó không chỉ là những cái món chiên đơn thuần mà nó sẽ giúp cho chúng ta không bị làm cháy cái phần dầu,
không làm cháy cái phần dầu và nó sẽ giúp cho các món chiên của chúng ta sẽ được giữ được cái dầu này nó trong hơn so với những cái nồi thông thường, và các món chiên nó sẽ được vàng đều rất là nhanh bằng cái chiếc nồi Queen này. Chúng ta có thể đậy hé vung để giúp cho các món chiên này chín nhanh hơn. Và sau khoảng 2 đến 3 phút thôi thì các món chiên của chúng ta nó đã bắt đầu vàng rồi, và chúng ta bắt đầu trở mặt nó lên để cho nó vàng đều hơn. Các chị thấy là màu đậu chiên chúng ta rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp. Chiếc nồi đa năng Queen Cookware của chúng ta thì nó sẽ giúp cho các món chiên của chúng ta nó không hề bị dính và nó sẽ giữ được những cái vị tươi ngon nhất của thực phẩm. Và hiện tại thì Thọ đang thấy đang có mùi đậu hũ này, mùi cánh gà và mùi cá rất là riêng biệt khi mà Thọ đứng ở bên cạnh cái chiếc nồi Queen này. Và Thọ sẽ chiên hết cái phần cá này luôn. Và thông thường khi các anh chị chiên, có phải là các anh chị sẽ chiên rời đúng không ạ? Chiên từng cái loại thực phẩm một bởi vì nó sẽ bị lẫn mùi vào nhau. Nhưng tuy nhiên ngày hôm nay kết hợp dầu ô liu nguyên chất cộng với cả chiếc nồi Queen Cookware của Amway thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cùng lúc chúng ta chiên được rất là nhiều thực phẩm với nhau, cả đậu hũ, cả cá và cả gà, mà nó không bị lẫn mùi từ cá sang miếng đậu hũ. Chính vì thế mà nó sẽ giúp cho các chị em gì ạ? Tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm công sức hơn và giúp cho các anh chị em rất là thoải mái khi mà vào bếp. Chúng ta sẽ không phải lo lắng là chúng ta phải dùng rất là nhiều dầu ăn để chúng ta chiên nhiều cái món ăn hơn. Và đây chính là một cái bí quyết đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cái nồi Queen để chúng ta sử dụng khi mà chúng ta chế biến các món chiên. Và rất là nhanh thôi, chúng ta đã chiên xong được đậu hũ rồi và Thọ sẽ gắp đậu hũ ra chiếc đĩa này. Như các anh chị thấy thì đậu hũ của chúng ta ấy, màu rất là đẹp, rất là thơm các anh chị. Tuy nhiên là thông thường mà các anh chị chiên như này thì đậu hũ của chúng ta sẽ có mùi mùi cá đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta chiên với nồi Queen Cookware thì chúng ta sẽ không thấy là đậu hũ chúng ta có mùi cá đâu, bởi vì là nồi Queen Cookware của chúng ta làm từ chất liệu gì ạ? Thép 18/8 nên nó sẽ không tương tác hóa học với cả các loại thực phẩm. Chính vì thế mà các món ăn của chúng ta khi mà chiên cùng một lúc ở trong chiếc nồi này nó sẽ không lẫn mùi với nhau. Rất là nhanh đúng không ạ? Chỉ khoảng 10 phút thôi là các anh chị đã chiên xong rồi. Ba món ăn của chúng ta rất là nhanh. Thọ thấy ba món đều có ba cái mùi thơm rất là đặc trưng. Và với ba món ăn này thì Thọ hy vọng là các anh chị có thể chiên cho cả gia đình mình, cũng như là chiên để mời bạn bè của mình thưởng thức nhiều món chiên hơn, và chỉ sử dụng duy nhất một chiếc nồi này thì chiên cùng một lúc rất là nhiều đồ ăn. Và với những cái cách làm rất là đơn giản kết hợp với cả chiếc nồi Queen cũng như là dầu ô liu nguyên chất, chúng ta đã tạo ra được những cái món chiên cực kỳ nhanh mà lại vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng nữa. Khi mà chiên xong thì các anh chị sẽ thấy là dầu ăn của chúng ta còn giữ được nguyên cái màu xanh trong như ban đầu đúng không ạ? Và đây chính là những cái bí quyết mà Thọ muốn chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Và còn một bí quyết nữa Thọ sẽ bật mí ngay sau đây. Các anh chị thân mến, sau khi chúng ta đã hoàn thành ba món chiên, đậu hũ chiên, cánh gà chiên giòn và cá tẩm bột chiên xù, thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng dầu ô liu để chúng ta có thể làm món tiếp theo, đó chính là món mực xào ngũ sắc. Và để chuẩn bị món mực xào ngũ sắc thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị mực tươi và các loại rau đầy đủ màu sắc như thế này. Và đương nhiên không thể thiếu đó chính là các loại gia vị. Và ngày hôm nay gia vị cũng rất đơn giản thôi, đó chính là hạt tiêu giúp tăng cái mùi thơm và độ hấp dẫn cho cái món mực xào. Cũng như là muối thì sẽ giúp cho cái món ăn của chúng ta sẽ đậm đà hơn. Và lượng muối và lượng hạt tiêu sẽ phụ thuộc vào khẩu vị cũng như là số lượng người và số lượng thực phẩm mà ở nhà chúng ta cần phải xào món ăn này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm món mực xào ngũ sắc với cả dầu ô liu nguyên chất nhé. Đầu tiên thì Thọ sẽ cắt các loại rau củ quả. Và ở đây thì Thọ sẽ cắt cái quả ớt chuông Đà Lạt màu đỏ. Và khi mà xào nấu và làm những cái món ăn ở trong gia đình thì thường là Thọ sẽ chọn các loại rau củ quả thật là nhiều màu sắc để vừa bắt mắt hơn mà vừa có thể cung cấp cho chúng ta nhiều những cái dưỡng chất mà tốt cho cơ thể của cả gia đình. Và màu đỏ cũng là một trong những cái màu mà Thọ rất là thích. Nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của hệ tim mạch. Và chúng ta sẽ cắt những cái miếng vừa ăn hình vuông hoặc là những cái hình con chì theo sở thích của chúng ta. Và các chị thì có thể hoàn toàn là rất là sáng tạo. Ví dụ như ở đây thì Thọ đang cắt nấm cũng như là cà rốt theo những cái hình bông hoa 5 cánh hay 6 cánh như thế này. Các chị có thể thoải mái sáng tạo đúng không ạ? Các chị có thể cắt hoa 4 cánh hay là nhiều cánh hơn, tức là tùy thích và các anh chị. Và lát nữa để cho cái món xào của chúng ta dậy mùi hơn thì ở đây Thọ sẽ sử dụng những nhánh tỏi.
Và họ sẽ cắt lát những cái nhánh tỏi này mỏng ra và để lát nữa sẽ phi thơm lên để giúp cho cái món xào của chúng ta được dậy mùi hơn. Tỏi cũng là một cái chất kháng sinh tự nhiên, đặc biệt là trong những cái mùa mà đang có dịch cúm này, đúng không ạ? Nên là các anh chị hoàn toàn có thể, chúng ta sẽ đưa nhiều cái phần khẩu phần tỏi vào trong những cái bữa ăn gia đình để giúp cho cả đại gia đình chúng ta có thể có những cái sức khỏe đảm bảo hơn. Và sau khi chúng ta thái tỏi xong thì chúng ta sẽ sơ chế đến cái phần mực. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 200g mực ống, và Thọ sẽ khía cái phần mực ống này ra, và Thọ sẽ khía thành những cái đường kẻ caro để khi mà xào lên thì cái miếng mực nó sẽ săn hơn và nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Chúng ta sẽ dùng dao thật là sắc, chúng ta sẽ khía những cái đường chéo như là bàn cờ ấy. Thì lát nữa khi mà chúng ta xào xong thì miếng mực chúng ta sẽ rất là đẹp. Đôi khi chúng ta phải trang trí một chút để cho cái món ăn của chúng ta sẽ hấp dẫn hơn, không chỉ hấp dẫn với những em bé mà thậm chí các chị có thể hấp dẫn được cả những người bố mẹ, những người chồng của mình sau một cái ngày dài đi làm về đến nhà thì thấy các món ăn của các anh chị làm ra thì nó không chỉ ngon mà nó còn đẹp mắt nữa. Và rất là nhanh thôi thì họ sẽ thái những cái miếng mực này sao cho cái độ to nó sẽ bằng với những cái loại rau củ quả mà chúng ta đã sơ chế trước. Một trong những cái nguyên liệu mà Thọ rất là thích khi mà đưa vào trong những cái món ăn, và nó không chỉ giúp cho chúng ta cung cấp thêm những cái chất đạm từ hải sản, đúng không ạ, mà nó còn có những cái mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Và rất là nhanh thôi, Thọ đã chuẩn bị và sơ chế xong cái phần mực và rau củ quả rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào xào với cả món mực xào ngũ sắc nhé. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với chiếc nồi Queen. Và sau khi mà dầu chúng ta chiên các món ăn xong thì các anh chị nhìn thấy dầu chúng ta vẫn còn mùi rất là thơm và màu sắc nó vẫn còn rất là trong. Và bây giờ thì Thọ sẽ cho tỏi vào để chúng ta sẽ phi cái dầu này lên để cho cái món ăn chúng ta sẽ mùi thơm hấp dẫn hơn. Và chúng ta sẽ đảo để cho tỏi và cái mùi thơm nó bốc lên. Và sau khi tỏi đã bốc một cái mùi rất là thơm lên rồi thì chúng ta sẽ cho phần mực đã sơ chế vào trong chiếc chảo này để chúng ta đảo để cho mực nó săn hơn. Và chúng ta sẽ đảo rất là nhanh tay và đều tay để cho cái phần dầu và đã được phi thơm mùi tỏi nó sẽ thấm vào trong từng cái miếng thịt của mực này. Trời ơi, đứng ở đây thì Thọ đang cảm nhận rất rõ cái hương vị và mùi thơm của món mực xào. Wow, rất là thơm và Thọ đang cảm giác rất là đói. Và bây giờ sau khi mà mực đã săn lại rồi thì Thọ sẽ tiếp tục cho các cái nguyên liệu rất là nhiều màu sắc. Rồi, rất là nhiều màu sắc, và với những cái nguyên liệu nhiều màu sắc và đa dạng như thế này thì Thọ sẽ cho những cái nguyên liệu mà nó sẽ có cái độ chín lâu hơn, Thọ sẽ cho vào trước. Ví dụ như là cà rốt thì Thọ sẽ cho vào trước. Ví dụ như là nấm thì Thọ sẽ cho vào trước. Và tiếp theo đến hành tây, đến các loại ớt chuông. Đến các loại ớt chuông đúng không ạ? Xanh, đỏ và vàng. Sau đó thì Thọ sẽ cho đến ngô bao tử. Và tiếp theo là Thọ sẽ cho đến bắp cải tím. Và bây giờ thì Thọ sẽ nêm gia vị. Ở đây thì Thọ sẽ sử dụng một chút xíu muối, khoảng độ 1/2 cái thìa cà phê muối thôi. Và bây giờ Thọ sẽ đảo đều để cho mực và các loại rau củ nó sẽ ngấm đều cái phần gia vị mà chúng ta vừa nêm. Sau đó thì Thọ sẽ đậy vung lại và chờ cho cái món xào của chúng ta chín. Sau 5 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ có một món ăn vô cùng nhiều màu sắc và hấp dẫn. Chúng ta sẽ đậy vung lại và chờ thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút là chúng ta sẽ cho nốt cái phần rau tỏi tây để cho vào đây. Và chúng ta đã hoàn thành cái món mực xào ngũ sắc rồi. Các bạn cùng chờ xem cái món này nó ngon như thế nào nhé. Và sau khoảng 5 phút thôi thì món mực xào của chúng ta đã chín rồi. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây một chút xíu tiêu. Và chúng ta sẽ đảo đều lên để gia tăng hương vị trong cái món ăn của mình. Và chúng ta sẽ đảo đều cái món mực xào lên. Và bây giờ món mực xào màu sắc rất là đẹp rồi. Bây giờ thì Thọ đang ngửi thấy cái mùi rất là thơm. Chúng ta sẽ cùng cho ra đĩa và thưởng thức cùng với những người thân yêu bên cạnh gia đình nhà mình.
anh chị thân mến, chúng ta vừa trải qua 7 món ăn với rất là nhiều những bí quyết khác nhau và với sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa dầu ô liu nguyên chất Amway Queen Extra Virgin Olive Oil cộng với chiếc nồi đa năng Amway Queen Cookware, thì chúng ta đã tạo ra được rất là nhiều những món ăn hấp dẫn. Và Thọ hy vọng rằng với những bí quyết này, các anh chị sẽ tạo ra được cho gia đình của mình rất là nhiều những món ăn ngon và hấp dẫn và đem lại thật là nhiều những tiếng cười và niềm vui trong căn bếp của gia đình nhà mình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình tiếp theo.